ngủ chưa bà? Dậu hả? Vô đi. Dạ. Bà khó ngủ hả bà? Không ấy, để em xuống bếp nấu chén nước mát cho bà uống dễ ngủ nha. Thôi khỏi đi. Có chuyện gì có đúng không bà? Từ lúc ông bà về tới giờ em không nghe bà nói gì hết. Còn ông thì mặt đăm đăm rất là đáng sợ. Có phải ông bà giận hờn hay là hiểu lầm gì nhau đúng không bà? Không, chúng ta không có cãi giả hay giận hờn chi hết. Chỉ là tâm trạng của ta không tốt khiến ông bực mình thôi. Tâm trạng không tốt là sao vậy bà? Trước khi đi bà còn vui lắm mà. À, hay là lên kinh bà gặp chuyện gì không đúng ý đúng không? Không giấu gì em, chuyện này nói ra thì thật là xấu hổ. Tao vô tình gặp lại cố nhân trên kinh thành, nên sau đó ta cứ nghĩ ngợi rồi khiến ông không vui. Là ai vậy bà? Con biết được không? Trịnh Trọng Sinh. Là ông ba phải không bà? Ừ. Con có nghe nói nhưng mà chưa thấy mặt của ông ba. Nhưng mà sao bà lại tâm trạng khi gặp lại ông ba? Lẽ nào... Đúng vậy. Ta với chú ba ngày xưa đã từng hẹn thề với nhau, nhưng rồi duyên trời không đưa đẩy. Ta cứ ngỡ là ta đã quên được chú ấy rồi. Ai ngờ chỉ một thoáng nhìn thấy nhau ở giữa kinh thành, ta mới nhận ra ta chưa bao giờ nguôi nhớ chuyện cũ. Mọi chuyện như mới hôm qua khiến ta vừa vui vừa buồn. Ta đã cố gắng quên nhưng sao không thể làm như vậy được. Ông bực là do... Ông cũng đoán được nguyên do tại sao ta lại buồn rầu ủ dột như vậy. Ta thực là có lỗi với ông. Như vậy là chết rồi. Sao bà lại để chuyện như vậy xảy ra? Tình cảm là thứ ta không thể khống chế được. Ta biết mình thật là tệ, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta biết phải làm sao. Ông bực bội nên lập tức khăn gói ra về. Bà nè, em muốn nói chuyện này nhưng bà phải cho phép thì em mới dám nói. Em nói đi. Bà hứa với em là không có được giận nha. Ừ. Em nghĩ chuyện gì đã qua rồi thì bà cho qua luôn đi. Đừng có nhớ, đừng phiền nữa. Huống chi ông yêu thương, ông chiều chuộng bà biết là bao nhiêu. Đó, những gì mà bà đang có đó là nhiều người mơ ước lắm đó. Bà ráng nguôi ngoai chuyện cũ đi nghe bà. Ta biết chứ, nhưng mà suy nghĩ của ta cứ giống như cơn sóng quét qua quét lại, khó mà bắt nó ngừng. Bây giờ ta cảm thấy rất sợ khi đêm xuống. Khi ông đòi hỏi chuyện ái ân, Ta không thể nào chịu theo ý ông được. Dậu ơi, từ khi ta bắt gặp hình ảnh của cố nhân thì lòng ta cứ ngổn ngang trăm mối. Lòng dạ nào mà dạ. Em nghĩ bà chắc là phải khổ tâm dữ lắm.
Nhưng mà bà thông minh như vậy, chắc là biết cách kìm lòng mình. Bà nên tìm cách xoa dịu ông đi. Đừng để ông buồn, ông giận nữa. Lỡ như có ai đó biết được chuyện này rồi đẩy nó đi xa hơn thì khó mà cứu vãn được đó bà. Vậy là đêm nay ông không ở phòng của bà. Vậy ông ở phòng nào bà biết không? Bộ phim truyện Việt Nam Nguyệt Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.